tất cả khán giả lại luôn tự hỏi ngày hôm nay chúng ta sẽ được gặp gỡ với thần tượng âm nhạc nào. Cho phép tôi được bật mí một chút. Đây là một ca sĩ có rất nhiều bài hit, thống lĩnh làn sóng xanh trong 10 năm. Hát nhiều khi không cần mic, chỉ có thể để mic ở xung quanh này hoặc ở trên này. Thiên, em nghĩ ra hay chưa? Mic tàng hình. Đấy, Thiên là mic tàng hình ngay đấy. Vâng, và chị sở hữu rất nhiều các bản hit như Trống Vắng, Dã Từ Dĩ Vãng, Khi Giấc Mơ Về, Đêm Lao Sao, Một Thời Đã Qua. Và chắc chắn đến lúc này thì chúng ta đã biết người ấy là ai. Em nổi da gà đâu đấy, idol của Hải Yến này. Hãy cùng tôi chào đón Phương Thanh. Xin chào anh Tuấn, xin chào Phước Thiên, Hải Yến và hai bạn chơi cùng văn nhạc. Lâu quá mới gặp anh Phương. Người ấy là ai? Nhưng mà Tranh ạ, tôi vừa nói đến cái cách cầm mic đấy thì 99% mọi người đoán được nhỉ? Đúng rồi. Cộng đồng mạng đặt cho chị Tranh khi mà chị hát là mic tàng hình mà. Không, mic ở chuồng gà. Tôi rất nhớ những lần mà Phương Thanh biểu diễn ở sân khấu Lan Anh, tức là một sân khấu rất lớn, nhưng mà cứ hát đoạn cuối là mic cứ ở đây. Từ lúc nào Phương Thanh có kiểu cầm mic đấy? Một phần là do những bài hát của Phương Thanh nó cũng không có phải là dịu dàng như Hải Yến kia. Đó. Mặt mũi Phương Thanh hát thì nó cũng không được hiền cho lắm. Và những bài hát thì tí tấu khá là mạnh, cho nên là cái cách đưa mic như vậy nhìn thấy nó mạnh mẽ hơn, tạo nét xíu, nhưng mà thấy khán giả vỗ tay ra rồi từ đó mình duy trì luôn. Cách cầm mic thương hiệu của Phương Thanh chúng ta sẽ cùng thử xem là mic sẽ bắt được đến đâu. Đây này, mic em đi, chị hát đi, mic em. Giờ đây sao chẳng đang dùng mic em đúng không? Dùng tận mic của Quốc Tiên. Đã tạo ra một thương hiệu như thế rồi, thế còn thương hiệu chanh thì có từ bao giờ? Có phải là chanh chua quá không? Cũng đúng luôn, nhưng mà là chanh dây. Chanh dây có nghĩa là chanh chua và đắng, nhưng mà trái chanh thì nó nhỏ bé thôi, nhưng mà rất là lợi ích cho mọi người đó. Rồi, chúng ta đang bàn đến những điều ấn tượng nhất tạo ra một Phương Thanh. Nào là chanh, nào là cách cầm mic. Tôi còn nhớ ngày xưa mọi người bàn rất nhiều đến việc Phương Thanh có nốt ruồi. Không biết là chấm hay là nốt ruồi thật. Này giả. Giả. Mà có một điều là ngày xưa đó là cẩm ly là có thật. Nhưng mà khán giả quen với Phương Thanh có nốt ruồi trước thì người ta cứ quyết định rằng là cẩm ly là giả, còn Phương Thanh là thật. Trong khi là cẩm ly là thật, Phương Thanh là giả. Phương Thanh không nói thì chúng ta sẽ không để ý. Nhưng đã nói rồi, khi chúng ta để ý thì cái nốt ruồi đây này, lúc thì chấm bé tí, lúc thì chấm to. Đấy, đúng không? Nốt ruồi cũng hôm nay ở chỗ này và mai cũng ở nơi khác. Nếu như mình thích, nếu mình thích làm gì mình làm thôi. Có một lần Phương Thanh quên chấm nốt ruồi, tức là người ta không cho vào hát. Cứ đứng cãi nhau là cháu là Phương Thanh. Không, Phương Thanh phải có nốt ruồi, còn cô không có, không cho cô vào hát luôn. Những đặc điểm rất ấn tượng và làm nên tên tuổi của Phương Thanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng hướng lên màn hình để xem Phương Thanh hay Tranh ngày xưa như thế nào. Wow. Úi giời. Ngày xưa nhìn hiền không? Sống chúa luôn kìa chị ơi. Trời ơi, hai cái nơ trên đầu kìa. Đấy. Đấy. Lúc này là tầm từ 18 tới 21 tuổi. Cái tấm đầu tiên là 17, cái này tầm 20 rồi, hơn 20 rồi. Đấy, mặt lì lắm. Đây là MV của Huỳnh Phúc Điền quay đầu tiên, bài WhatsApp. Cái này lúc này là có tiền rồi, mua đồ hiệu mặc được rồi. Không đổi chấm đúng là trẻ ha, trẻ 30 rất trẻ. Đây là hồi còn ca sĩ trẻ nè, trăm tam ca sau đêm, hăm mấy tuổi rồi. Đẹp quá. Đây, bắt đầu từ lúc này là lúc em rất là ấn tượng với chị Thanh này. Đẹp quá. Đấy. Trông như siêu mẫu nhỉ. Hả? Cao một tí là chết rồi. Đấy, cũng siêu mẫu ấy. Óc này cũng đẹp luôn. Ngày xưa bạn mình trông chất, mà trông đã thấy lì, trông đã thấy bướng rồi. Hồi đấy báo chí hay nói là chị Tranh không có ngoại hình, nhưng mà nhìn lại những cái hình đấy coi rất là chất, rất đẹp, rất cá tính và rất riêng luôn. Em thấy không, đấy là những cái đặc biệt ấy. Không phải, trên hình thì bao giờ nó cũng khác với lại bên ngoài.
các chị ca sĩ ngày xưa cao to đẹp lắm. Thế à? Chị Bảo Yến, chị Nhã Phương là to cao như Tây. À. Hên là sau này cũng có những ca sĩ không cao hơn Phương Thanh. Cỡ như Bằng Kiều, Quang Linh là Phương Thanh Anh Đức. đúng không các bạn? Đúng không? Những điều tạo nên Phương Thanh đặc biệt là trong giọng hát và cách hát ảnh hưởng gì lên các bạn ca sĩ không? Ảnh hưởng nhiều. Giọng em lúc mà còn nhỏ chưa bể là giọng nữ mà. Giọng kiểu Kim Kim á. Thì rất là thích chị Tranh nên là hay hát karaoke mấy cái bài của chị Tranh lắm. Còn hay hát giả tiếng của chị nữa cơ. Cái miệng hay xuống. Cứ... Em vẫn nhớ anh nhớ phút lần ấy là tóc xóa mơ thật sao. Kiểu kiểu đấy. Nhưng mà khi bắt đầu ca hát, Tranh không phải là hát nhạc mạnh như này. Đúng rồi. Ngày đầu tiên Phương Thanh hát là ai lên xứ hoa đào dừng chân về. Bolero à? Mà bây giờ ấy, mọi người đã quen với hình ảnh này của Tranh rồi. Nếu mà Tranh hát lại những bài kiểu như vậy thì tôi nghĩ là sẽ rất bất ngờ. Bài Huế. Bài Huế. Huế tình yêu của tôi. Ờ rồi hát cho tụi em nghe đi. Đã đôi lần đến với Huế mộng mơ, tôi ôm ấp một tình yêu dịu ngọt. Với lại ngày xưa thích bài Tàu Anh Qua Núi. Đi dọc Việt Nam theo bánh con tàu quay, qua đèo Hải Vân mây bay đỉnh núi. Là thích những bài hát này nhưng hát không được. Quốc Thiên này, Hải Yến này đều là những người thành công từ những cuộc thi. Cuộc thi ca hát trên truyền hình. Cô bạn tôi đây cũng đã từng thi rất nhiều cuộc. Tôi không biết là có nên kể ra đây không. Bởi vì kết quả nó cũng không được vẻ vang cho lắm. Không, nhờ cái quá khứ không được vẻ vang cho nên bây giờ mới có sự tự hào. Anh chị ấy mà cứ thi rớt hoài, bây giờ toàn là ngôi sao không? Ngày xưa là Phương Thanh không phải là cái giọng để đi thi. Phương Thanh kết giọng lên là rớt ngay vòng đầu tiên. Cách giọng lên là giọng rè, rè mà cái kiểu của không trường lớp, không vào khuôn khổ và cũng không có nguyên tắc gì. Nhưng mà thích đi thi lắm, đi thi để mà mình tập dạn dĩ vì rất nhiều lì luôn. Và nhờ lì luôn như vậy cho nên hôm nay anh Tuấn hỏi nhiều câu hỏi trả lời được bấy nhiêu, chứ ngày xưa hỏi đường này trả lời chỗ khác luôn. Tranh ngày xưa ấy, anh nhớ là chị Tranh lên sân khấu á, là nói cái gì với khán giả không biết à? Bây giờ anh không thể nhớ được, không thể biết được luôn ấy, không thể đoán được luôn. Ngày xưa ra chào khán giả, Phương Thanh xin chào, chào quý vị. Không thể hiểu được luôn ấy. Phương Thanh xin chào, chào quý vị. Phương Thanh xin chào, chào quý vị. Và đây là hát một tiếng nói hết, myself for love with you. Cái giọng nó như giọng đàn ông. Âm thanh ngày xưa lại còn không tốt như bây giờ. Mày diễn bên Hải hay là cái miếng này? Nhưng mà ngày xưa cái mốt phải là như vậy. Cái mốt phải là như vậy mà ra giới thiệu rõ là khán giả không có thích. Có lúc vui thì chúng ta cũng phải nói đến lúc buồn. Có những lúc Phương Thanh chắc cũng cảm thấy trống vắng. Đặc biệt là trong quãng thời gian ban đầu một thân một mình gây dựng sự nghiệp. Mọi người vẫn thắc mắc là thường những người mà gặp khó khăn gian khổ thì sẽ một mình bế tắc. Nhưng mà Phương Thanh này từ lúc sinh ra nha, cứ mỗi lần gãy là tự nhiên mình mạnh lên. Mạnh lên bằng cách là tới mùa đá banh là đi bánh báo. Tức là trong mọi hoàn cảnh Phương Thanh đều nảy sinh ra cách đi kiếm tiền. Chị gái đi đãi đậu xanh, đi làm xà bông là đi theo đi làm. Không bao giờ than thở một điều nào luôn. Cho tới lúc mà đi thi rớt á, về mẹ không cho ăn 2 ngày, mẹ giận. Trong đầu mới giờ nghĩ là tại mẹ hy vọng nên mình nhiều quá, mình lại phải cố gắng. Thật sự ra năng khiếu thở bé của Phương Thanh chỉ có đá banh với đánh nhau rồi hát là một sở trường khác hẳn. Cho nên là bây giờ phải làm sao ta? Đi sinh hoạt ca sĩ trẻ thì hát đơn ca, ai được thì sẽ đứng lên đơn ca. Còn Phương Thanh là top ca đều luôn. Thì Phương Thanh mới đăng ký bài Điệu Con Đi Nhà Trẻ. Thì Phương Thanh hát hơi bị giống chị Kim Yến. Mà giống là được nha, thế là được ra đơn ca. Và từ những cái bước đó rồi lên từ từ mà chưa bao giờ Phương Thanh có một lời than thở nha. Và luôn vượt qua tất cả mọi thứ bằng một cái là phải làm được. Đầu tiên là vì gia đình mình trước. Cho nên từ nhỏ là cứ vì mẹ. Mẹ nè, phải giữ xe để kiếm sống qua ngày. Giữ xe mà mỗi cái phiếu xe như vậy một ngày giữ được 18.000. Mẹ bỏ ra 15.000 để mua một cái áo cho Phương Thanh và có 2 hàng kim sa. Tức là nhà chỉ ăn có 3.000 thôi. Và mẹ như vậy thì mình không cách gì mà mình yếu đuối. Trong Phương Thanh không có sự yếu đuối.
Đến đoạn này em muốn chia sẻ một chút với cả anh Tuấn cũng như là quý vị khán giả. Em là một trong những người mà được gọi là thần tượng chị Phương Thanh một cách kinh khủng khiếp. Là cái lúc nhỏ ấy, ở trên một cái tờ, một cái đoạn rất là nhỏ của cái báo Học Trò ấy, là hay có cái phần mà gửi thư về cái ca sĩ mà mình yêu mến. Thì em đã từng viết thư tay gửi đến nhà của chị Phương Thanh và được mẹ của chị Phương Thanh là bác Toàn, em còn nhớ rõ tên của bác luôn, là viết hai tờ vé đúc gửi lại thư đấy cho em kèm với hai bức ảnh có cái chữ ký của chị Phương Thanh là màu đỏ ở dưới. Trong bức thư đấy bác có kể với em rằng là: chào con, bác là mẹ của chị Phương Thanh. Bác kể trong gia đình của bác hình như là nhà chị Tranh có tới 7 anh em và đa phần là vận động viên điền kinh. Bà có kể với em câu đó. Và bà có nói với em là cái thời điểm chị Thanh đi hát là chị Thanh có một người em hay một người anh làm lái xe cho chị Thanh đi hát. Tức là bà rất theo sát, bà kể hết câu chuyện chị Thanh đi hát như thế nào với em. Mà khi đấy thì em chỉ là một cô bé đang học cấp 2 thôi. Fan này may mắn thế nhở. Ồ, mà ngày xưa là cái đối tượng mà để mà viết thư mà được trả lời thư đó là hiếm hoi luôn á. Anh có biết đây là fan hâm mộ từ ngày xưa không? Không, lần nào gặp em cũng phải rú lên bao nhiêu lần rồi. Lần nào gặp cũng rú lên một tí bà. Lần nào gặp em cũng rú lên rồi. Mà Hải Yến nói đúng á, mẹ Phương Thanh là thương con quá. Chỉ có một điều là mẹ không cho lấy chồng rồi. Cho nên mọi người đừng thắc mắc về tại sao em ế nữa là tại mẹ cũng... Trên sóng truyền hình là công bố hẳn lý do vì mẹ không cho lấy chồng. Mỗi lần đi ra xe Nhan Phương là mẹ em chạy ra ghi số xe, điện thoại, số máy, số xe gì, hãng nào, thương quá. Nói đến Tranh là chúng ta nói đến rất rất nhiều những bài hát nổi tiếng. Vậy thì đối với riêng Tranh, những bài hát nào đóng dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình? Giả Từ Dĩ Vãng là một bài hát định mệnh. Bài Giả Từ Dĩ Vãng trong phim đã có một ca sĩ hát rồi. Cái anh đạo diễn anh mới nói rằng là tôi muốn một cái giọng nó khổ hơn, nó đời hơn và tội nghiệp hơn. Cái nhân vật trong phim là vươn lên từ như là cái xương rồng từ miền Trung vươn lên khỏi cuộc sống. Và anh Nguyễn Đức Trung mới giới thiệu với anh Đinh Đức Liêm là Phương Thanh, có cô Phương Thanh. Thì cái ngày đi thâu á là chú đạo diễn đi luôn, đi theo luôn. Thì vì Phương Thanh vừa mới cất tiếng lên là cô đơn nỗi đau, coi đời lạc lõng như vô tình. Cái chú đạo diễn bỏ đi về luôn, coi như để lại đó và yên tâm rồi. Coi như nó cất giọng lên là nó cất cái giọng vô là thấy khổ ải rồi. Sau này khi mà Phương Thanh 8 năm hát Giả Từ Dĩ Vãng không coi phim nha, thì khi mà mình có cơ hội mình coi lại y chang như nhà mình luôn. Cũng một gia đình chia làm đôi, mẹ đem những người con đi vào thành phố trước, rồi bố đi với người con gái đi sau, rồi cũng đi qua miền Trung, rồi từng cái ga tàu y chang như vậy. Thì cuối cùng khi mà mọi người phỏng vấn thì Phương Thanh nói rằng là bài hát là định mệnh, và định mệnh là cuộc đời của mình. Không có bài hát Giả Từ Dĩ Vãng thì Phương Thanh cũng chỉ là một ca sĩ hát rất máu lửa, nhưng nó không có cái dấu ấn để gọi là đẩy cái số phận cuộc đời ra một trang mới. Phương Thanh đi đâu Phương Thanh cũng nói rằng các bạn ơi, Phương Thanh muốn các bạn giả từ dĩ vãng, giả từ tất cả những điều bế tắc trong cuộc sống, tất cả những khổ đau và được như ngày hôm nay. Những bài hát nổi tiếng của Tranh thì quá nhiều, những bài hit trong suốt cả giai đoạn 10 năm của Làn Sóng Xanh quá nhiều. Không biết các bạn sẽ chọn bài hát như thế nào? Em thuộc nhiều bài của chị Tranh nhất luôn. Nhưng em nhớ nhất là Một Thời Đã Xa, là vì cái bài đấy đứng nhất cái Làn Sóng Xanh nhiều tuần nhất. Có nghĩa là đứng nhất liên tục luôn. Và là kỷ lục, đúng không? Thời gian đấy. Ngày xưa Tranh đi thi thì rớt nhiều. Nhưng mà bài này thì được giải. Mình phải nói là đậu vòng ngoài. Đậu vòng ngoài. Phương Thanh có quay bài này trên VTV3. Đoàn anh Trần Bình tổ chức ở Cung Văn hóa Việt Xô có đoạt giải. Hình như là giọng hát vàng ASEAN năm 98. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được xem lại hình ảnh của Phương Thanh với Một Thời Đã Xa ngày xưa. Hình ảnh này được quay vào khoảng năm nào? 96, 97, Phương Thanh nhớ là tầm đó thôi. Và trước cái sản xuất này thì bài hát này là lần đầu tiên độc quyền tại Việt Nam. Là lúc đó là Hữu Minh là Minh Vi, sau này á tôi sẽ mua cho bà độc quyền bài này. Lần đầu tiên ở Việt Nam có người độc quyền. Sau này cái chuyện độc quyền cũng dễ sợ, nhưng mà ngày xưa cách đây mấy chục năm về trước, gần 30 năm đấy,
không đơn giản. Và bài hát này là của đạo diễn Huỳnh Phúc Điền, quay trên Đà Lạt. Và ngày xưa cách đây hơn 20 năm, Đà Lạt rất là lạnh. Mà ông Điền là ông dễ sợ lắm. Cứ trời khuya đó, 2-3 giờ sáng là cho ra mặc cái áo trắng như ma ở ngoài sông Hương. Đu từ đầu đến cuối thì có chóng mặt không chị? Chóng mặt chứ. Có một cái giọng nam vang lên thì bây giờ rất nhiều người tranh cãi với em là giọng lúc đó là của anh Minh Thuận hay là anh Nhật Hào ạ? Và em biết trái tim anh có giọng của Nhật Hào. Giọng Nhật Hào đó, Nhật mọi Hào. Người cứ nói giọng Minh Thuận em bảo. Nhưng mà có một điều là ngày mà anh Hào còn hát với Minh Thuận đôi á thì không nghe được giọng anh Hào nhiều. Nhưng mà khi mà tách ra giọng của anh Nhật Hào á thì mọi người rất là thích. Rất là thích. Phải nói rằng là một bài hát cái chuyện hay dở nó không quan trọng mà phải hợp, hợp giọng. Thì anh Hào quá hợp cái khúc Trong Bài Một Thời Đã Xa. Vâng, và bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với đội Quốc Thiên. Bài hát này có rất nhiều phiên bản, rất nhiều version. Thì hôm nay tụi em sẽ chọn một cái thể loại nữa là R&B. Em muốn chị Chanh có một cái sức tươi trẻ hơn và thử thách bản thân của em nữa. Tại vì bản thân của em hát ballad rất là tuyệt vời. Thì hôm nay em muốn nghe bản thân hát R&B. Hai người không chuyên về R&B, hát R&B. Em tin chị Chanh, em cũng tin bản thân của em nữa. Hơi đe dọa như này thì thôi chị ráng, em với chị lên thuyền chị chèo nha. Chị bơi lội giỏi lắm em. Các bạn là yên tâm vì Phương Thanh là mặc dù là ca sĩ nhưng mà đạt giải bơi lội quốc tế. Và ngay bây giờ, không để quý vị phải đợi lâu nữa, chúng ta hãy cùng đến với phần kết hợp của Quốc Thiên và Phương Thanh với Một Thời Đã Xa. Chỉ nói anh xin hãy quên em đi. Giây phút bên nhau em sẽ quên mau. Chỉ có anh thôi dù mãi mong hình xưa. Đời ai cũng có giây phút chót yêu dại khờ. Và em đã biết anh sẽ chẳng hiểu em đâu. Anh sẽ không quên giây phút bên nhau. Anh đã trao em, trao em nụ hôn đấy. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh khó hình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình gian dối. Và em biết anh sẽ quên hết những bài tình ca biết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh khó hình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Và anh sẽ không trách anh nữa. Tặng em và em biết trái tim anh có hình bóng ai khi
và em sẽ không trách anh nữa. Chẳng trách anh nữa. Khi ta đến bên nhau, tình dần dối. Và em biết ở đây sẽ quên hết những bài tình cờ biết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh có hình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa. Khi ta đến bên nhau, tình yêu dối lừa. Và em biết ai sẽ quên hết những bài tình ca viết riêng tặng em. Và em biết trái tim anh khó, tình bóng mai kia đâu chỉ riêng em. Và em sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình ra giữa. Chỉ riêng em và anh sẽ không trách anh nữa, chẳng trách anh đâu. Khi ta đến bên nhau, tình yêu rơi mừng Quốc Thiên. Sau khi hát xong rồi, Quốc Thiên có thấy nhẹ người không? Rất nhẹ, tại vì chị Tranh linh hoạt quá. Mình tưởng tượng bài vừa rồi cho chị Tranh 20 tuổi không? Chị Tranh nhảy, chị Tranh nhún rồi kia. Chúng ta hãy cùng mời quay trở lại đây người phú khí bài hát này, Mr. K. Xin mời em. Với phần trình diễn vừa rồi của chị Tranh thì em có hài lòng không? Em không dám nói hài lòng không, nhưng mà em xin hỏi chị Tranh là chị Tranh hát với Thiên thì có thấy trẻ lại không ạ? Đầu tiên là thấy rằng là mình yêu một cách khác. Ngày xưa là khi Phương Thanh hát bài này là thất tình, Phương Thanh bây giờ khác rồi. Hát bài này thấy có nụ cười. Mọi thứ trong cuộc sống này với bài phối này mình nghĩ rằng là nó phù hợp với năng lượng và tinh thần của Phương Thanh hiện tại. Quang Khải có phải gặp chị Tranh trước không mà tại sao đoán đúng ý thế? Đã một thời gian dài em chưa gặp lại chị Tranh. Em cũng chỉ muốn thử thách với chị Tranh thôi. Nhưng mà trùng hợp là hôm nay chị Tranh muốn mang lại một cái không khí tươi trẻ hơn và nó phù hợp với bài phối này. Ca sĩ Gen Z mà. Bây giờ ta là ca sĩ Gen Z. Sau chương trình ca sĩ hoài niệm này, Tranh xin Khải với cả bản phối này là bỏ phần Quốc Thiên ra, cho chị xin bản phối này để chị hát theo đúng năng lượng bây giờ không. Và tích cực hơn. Không, mình bỏ giọng Quốc Thiên vào, bè cho Phương Thanh hát. Chuẩn luôn rồi. Được cả đôi đường. Bè thôi ạ. Đấy, người nhà mình hiểu nhau thế, ông Xuân bà xưa. Gọi là cướp trắng trợn, cướp bằng tình cảm yêu thương. Một lần nữa chúng ta hãy cùng chúc mừng cho Quốc Thiên và Quang Khải với bản phối vừa rồi. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục chương trình phần trình diễn tiếp theo của đội Hải Yến và Hoàng Tục. Tôi sẽ giữ lại cô Tranh ở đây. Tranh đến đây sẽ không chỉ hát cùng với Quốc Thiên mà sẽ còn hát cùng với Hải Yến nữa. Hải Yến chắc chắn là chọn Trống Vắng hoặc là Tình Xa Khuất, hai bài này chắc chắn. Vì sao? Vì tủ của Hải Yến. Tủ mà có tâm sự nhỏ nhỏ lần rồi. Để nói về cái list bài của chị Thanh nha, em có khi thuộc đủ hết ấy, không thiếu một bài nào đâu. Trong đó thì có bài Trống Vắng là cái bài nghĩ rằng là nếu đã nhắc đến Phương Thanh thì nó là đo ni đóng giày cho chị Phương Thanh. Và sau này khi mà Hải Yến làm lại rất là nhiều những cái album top hit ấy, trong đó có rất là nhiều những bài khác của chị Phương Thanh, có Tình Xa Khuất này, có Ta Chẳng Còn Ai này, rất nhiều bài, nhưng chưa có Trống Vắng. Nên hôm nay em phải tranh thủ chị ạ. Hình như có một lần em hỏi chị là chị Thanh em cover bài này được không? Đó, thì Phương Thanh có trả lời rằng là các bạn ơi, các bạn cover đi. Những bài mà Phương chị từng hát đó là quẻ ế, các bạn lấy ế giùm tôi đi. Tùng sẽ làm gì với Trống Vắng khi bài hát này đã quá quen với tất cả những tai yêu nhạc và yêu Tranh? Hãy là một người hâm mộ chị Phương Thanh, cho nên là chắc chắn là bạn ấy sẽ rất thuộc bài hát này. Nếu để một cái bản phối bình thường thì quá dễ dàng cho Yến, mình không thích như thế. Ok, anh sẽ đưa cho em một cái đề bài và em sẽ có một cái bản phối mà em không có gì để dựa vào cả. Em hoàn toàn phải dựa vào sự nhạy cảm âm nhạc của em. Thế hay lại dựa vào Tranh để Tranh lại bơi tiếp. Xong rồi tự dưng hai trẻ em mình như hai vận động viên bơi lội trên dòng sông âm nhạc ấy chị nhờ. Bơi không được cũng đáng bò về đích. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem lại phiên bản Phương Thanh
với Trống Vắng ngày xưa. Giờ đây sao trống vắng, nhớ anh em buồn, buồn vì ai? Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng? Ai vì ai? Những lúc gặp nhau, anh đâu nào có biết có những hàn ghét nhỏ nhói. Tiếc nuối làm chi? Thanh đã xem video clip này lại và có lẽ tất cả những ký ức về video clip đã quay trở lại. Không biết bài hát này đến với Phương Thanh như thế nào? Vì tôi nhớ Phương Thanh là người đầu tiên hát bài này. Bài hát này là Đức Trí hòa âm cho anh Khắc Triệu. Anh Khắc Triệu chồng chị Cẩm Vân là tay trống siêu của Việt Nam. Cho nên cái trống trong bài này nếu bước ra sân khấu mà diễn á là tuyệt đỉnh. Nhưng mà không biết vì lý do nào nó vào tay Phương Thanh thì phải hỏi rằng là phòng thu Vít Tân. Chú Vít Tân là không biết tại sao lại thương Phương Thanh đến độ tuồn bài cho hai lần. Bài Trống Vắng và bài Khi Giấc Mơ Về. Mà cái bài hòa âm phối khí lúc đó là cũng chưa có nhắm vào Phương Thanh. Cho nên Phương Thanh là bỗng như là ngư ông đắc lợi á, được hưởng một bản phối mà của tay trống Khắc Triệu. Vào năm 1998, ca khúc Trống Vắng với Mùa Nhìn Chiếc Lá rụng rơi theo cùng nguồn đã trở thành những câu hát quen thuộc của giới trẻ. Ca khúc này liên tục đứng đầu bảng xếp hạng làn sóng xanh và gần 30 năm sau, mỗi khi nhắc đến Phương Thanh, không thể nào thiếu cái tên Trống Vắng trong lòng khán giả yêu nhạc. Sau này, mặc dù có nhiều ca sĩ hát lại, tuy nhiên nhạc sĩ Quốc Hùng vẫn cho rằng Phương Thanh chính là người thể hiện thành công nhất ca khúc của mình. Và bài hát này là nhà sản xuất chọn cho Phương Thanh. Em có nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của anh Tùng bên cạnh đúng không? Thật ra thì là trước khi được đến với chương trình cassette hoài niệm ý thì em cũng được giới thiệu là anh Tùng là một trong những người rất là giỏi, một người trẻ rất giỏi. Nên là em cũng hy vọng là cái mong ước của em trước đây khi em không được hát cái ca khúc Trống Vắng ở trong album thì em sẽ được hát nó ở trên sân khấu của cassette hoài niệm, cộng thêm một cái việc là được thể hiện một cái bản phối mới hoặc là một cái điều gì đó mới mẻ lạ lẫm với Trống Vắng. Phương Thanh tiếp theo lời của Yến để mà nói chuyện với Tùng như thế này. Chính bản thân ca sĩ mỗi mà một đêm mà hát trong vòng mấy chục năm như vậy, mình nhìn mình nhàm giống như nhìn người yêu mà có một màu chán lắm. Thôi mình phải thay đổi người yêu của mình bằng cách đổi bài phối. Cả Hải Yến lẫn cả Tranh đều tạo ra quá nhiều sức ép. Một cô đồng đội thì nào là em thích một màu sắc khác, các thứ. Chị Tranh thì nhìn Tùng này phối khác đấy, các thứ đấy. Kỳ vọng của em nhiều thế có sức ép quá không? Thực ra khi bắt tay vào làm bất kỳ một tác phẩm nào thì nó cũng giống như một bài toán ấy. Nó được nhìn qua lăng kính của nhạc sĩ Phối Khí. Em có một cuộc đời khác, em có một trải nghiệm khác so với nhạc sĩ Quốc Hùng, so với chị Tranh. Vậy thì em sẽ đưa ra một bản phối khác, em sẽ kể lại câu chuyện đấy với một góc nhìn khác. Tùng hay ở chỗ nãy chị có nói là tại sao chị chấp nhận sự thay đổi của tụi em vì chị được sống cuộc đời khác. Chúng mình giống nhau ở chỗ khác. Còn lúc nào khán giả không thích khác thì chúng ta lại hoành lại như cũ. Không sao. Vâng, và có lẽ đến giờ phút này thì tất cả mọi người cũng đang chờ đợi phần biểu diễn này quá rồi. Hãy cùng đến với Trống Vắng của Phương Thanh và Yến. Mùa nhìn trước lá rụng rơi theo cội nguồn, lá rơi rồi khi anh đến dịu em trong cuộc đời, nhớ thêm giờ đây sao trống vắng, nhớ anh nhớ buồn buồn vì ai, vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng, ai vì ai? Những lúc gặp nhau anh đâu nào hay biết có những hờn ghét nhỏ nhoi, tiếc nuối làm chi yêu đương và gì vã, tha rằng anh nói tiếng chia tay, tha đừng biết lên để em không buồn đau, tha đừng biết lên làm chi. Trống vắng chiều nay giăng trong lòng em
anh đến dịu em trong cuộc đời. Nhớ thêm, nhớ thêm. Giờ đây sao trong vắng, nhớ em anh buồn, buồn vì ai? Vì sao tôi bỗng thấy nỗi cô đơn trong lòng ơi vì ai? Những lúc gặp nhau anh đâu nào có biết hơn ghê nhỏ nhoi, tiếc nuối làm chi, yêu thương và gì vô, thở ra anh nói tiếng chia tay. Thà đừng biết em để em không buồn đâu, thà đừng biết em làm chi chiều vắng chiều nay sáng trâu lòng. Trong đầu say và em ngồi đây chờ ai đợi em. Chiều vắng chiều nay.